Xin chào tất cả mọi người. Sau gần một năm vắng bóng thì cuối cùng chiếc mũ Yohi 981 màu đen bóng đã có hàng trở lại. Với những ai mà đã và đang tìm hiểu về mũ của Full Face thì chắc hẳn là đã từng nghe tới chiếc mũ Yohi 981 với hai kính tiện dụng. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cái màu đen bóng này đã hết hàng. Mình nhớ không nhầm ấy thì cái video mà mình làm chia sẻ về chiếc mũ Yohi 981 này cũng phải gần một năm trước rồi. Thì khi đó thì chiếc mũ Yohi 981 cũng về hàng. Gần như là một năm thì hãng chỉ về được tầm 1 đến 2 lần thôi. Và lần này về số lượng cũng có hạn. Chiếc mũ Yohi 981 mình đã từng làm một video chia sẻ rất kỹ về chiếc mũ này rồi. Và hôm nay mình sẽ làm lại một video khác chia sẻ sâu hơn về chiếc mũ này nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 8 ưu điểm nổi bật trên chiếc mũ Yohi 981. Hiện tại thì cửa hàng mình đang có 4 màu ở đây, mình đều trưng bày cho mọi người. Đầu tiên là màu tem Joker này. Màu đen bóng rất quen thuộc này, được rất nhiều người ưa chuộng, nó đơn giản thôi, dễ phối hợp với nhiều màu xe, dễ dán tem đề can. Màu thứ ba đây cũng rất là đẹp, cũng hết hàng một thời gian rồi, bây giờ mới có, đó là màu trắng xanh dương. Và màu thứ tư ở đây là một màu mới của cửa hàng mình, đó là màu cam kết hợp với đen và trắng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những ưu điểm của chiếc mũ này. Ưu điểm đầu tiên của chiếc mũ Yohi 981 đó là về giá bán. Thời điểm mình làm video vào tháng 6 năm 2024 thì hiện tại giá bán của chiếc mũ Yohi 981 này đang được hãng họ liêm yết với giá là 1.700.000 trên toàn quốc. Khi các bạn mua mũ về, các bạn có thể quét mã ở đây để các bạn ra giá bán nhé. Giá bán là công khai, rõ ràng và minh bạch. Thì theo mọi người, 1.700.000 với một chiếc mũ Full Face là cao hay là thấp? Nếu mà bảo là thấp thì cũng không phải. Thấp thì phải là những chiếc mũ mà tầm khoảng 300.000, 400.000 cơ. Cao thì cũng chưa phải. Cao thì phải là 5, 6, 7 triệu cơ. Thì với cái tầm giá 1.700.000 này, theo mình, đây là mức giá mà cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận, cũng không phải là quá cao, các bạn cũng không phải lăn tăn nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể bỏ 1.700.000 ra để bảo vệ bản thân mình tốt hơn, tham gia giao thông, đi những quãng đường dài nó tốt hơn, nó an toàn hơn. Thì 1.700.000 này theo mình đây là mức giá vừa phải, dễ tiếp cận. Còn theo các bạn thì các bạn đánh giá sao về mức giá 1.700.000 này? Các bạn cảm thấy có phù hợp hay không thì cùng comment ở phía dưới nhé. Ưu điểm thứ hai của chiếc mũ này đó là nó có hai kính. Mặc định của chiếc mũ này, bên ngoài sẽ có một kính trắng trong suốt và phía bên trong sẽ có một kính đen. Kính này là kính đen khói và sẽ được điều khiển bằng một cần gạt ở đây. Với những chiếc mũ hai kính thì nó luôn luôn tiện dụng ở cái chỗ là nó có hai kính thôi. Khi các bạn mà đang đi đường mà các bạn gặp trời nắng thì các bạn có thể hạ cái kính râm này xuống. Đây là kính đen khói, mình có thể hiểu nó là kính râm, giúp các bạn dịu mắt hơn. Và khi nào không cần thì các bạn kéo lên thôi, rất là tiện. Các bạn không cần phải thay cái kính ở bên ngoài này cho nó mất công như những mũ một kính. Nhưng mà các bạn cũng phải chấp nhận đánh đổi là về độ an toàn của mũ hai kính sẽ không cao bằng mũ một kính. Bởi vì chúng ta hình dung này, khi mà có thêm cái kính bên trong này thì cái không gian phần mút xốp EBS hấp thụ lực ấy nó phải gọt bớt đi để nó chứa cái kính này. Vì vậy là độ an toàn của mũ hai kính không bằng mũ một kính. Các bạn cứ để ý là những cái tay đua ấy, ở trong các trường đua thì họ thường họ chỉ dùng mũ một kính thôi. Mũ một kính bao giờ cũng là mũ an toàn nhất. Hoặc là hãng Arai ấy, một hãng rất nổi tiếng và tên tuổi, chỉ làm mũ một kính thôi, họ không làm mũ hai kính. Họ đưa ra cái lý luận là cái việc mà làm mũ hai kính thì sẽ phải khoét mất cái phần xốp bên trong đi. Vì vậy các bạn hãy cân nhắc nhé. Nếu các bạn là những người mà đi nhẹ nhàng vừa phải, tốc độ 70, 80, 90 thế thôi, chứ không phải là những người chạy bạo lực, thì những chiếc mũ hai kính ok, thoải mái. Còn những bạn mà thích bạo lực, thích tốc độ cao thì hãy mua những chiếc mũ Full Face một kính. Thì đây vừa là cái ưu điểm và cũng là một phần hạn chế của những chiếc mũ hai kính. Một ưu điểm tiếp theo của chiếc mũ Yohi 981 này đó là việc nó đội rất là thoáng mát. Các bạn thấy ngay là phía trước cầm này, chúng ta sẽ có một cái khe lấy gió ở đây, các bạn có thể đóng mở được này. Và trên đỉnh đầu nữa này. Kết hợp với việc đó là chiếc mũ này làm lót vải rất là mềm. Các bạn có thể nhìn thấy ngay phần mút xốp ở bên trong. Bình thường là sẽ có thêm một lớp vải lưới để che chắn lại, không nhìn thấy phần mút xốp. Nhưng chiếc mũ này đã cắt cái phần lớp vải lưới đó đi và nó sẽ thông thẳng lên hai cái lỗ để khe lấy gió ở phía trước trên đỉnh đầu này, thì giúp chúng ta đội rất thoáng mát. Bởi vì chiếc mũ Yohi 981 này được định nghĩa là một chiếc mũ theo kiểu dạng touring, có nghĩa là đi thong dong thoải mái. Vì vậy nó sẽ đội thoáng mát và cái lót vải của nó cũng khá mềm. Những bạn nào mà chạy tốc độ vừa phải thôi, không cần phải đội ôm bó quá chặt, quá căng thì chiếc mũ này rất là phù hợp. Còn những bác nào mà thích chạy tốc độ cao, thích mũ phải ôm bó thật chặt, thật căng má thì chiếc mũ này nó sẽ không làm được đấy mọi người ạ. Chiếc mũ này là một chiếc mũ đội thoải mái, thoáng mát. Và nó cũng có thể coi là một phần nhược điểm nhỏ với những bác mà thích chạy tốc độ cao, thích ôm bó thật chặt thì chiếc mũ này sẽ không ôm bó chặt nhé, đội thoải mái.
Ưu điểm thứ ba của chiếc mũ Yohei 981 này đó là về trọng lượng của mũ. Trọng lượng thực tế của chiếc mũ này rơi vào tầm khoảng 1.400g, bao gồm tất cả các phụ kiện rồi. 1.400g là một cái mức trọng lượng lý tưởng, không phải là cao, cũng chưa phải là quá nhẹ. Ví dụ quá nhẹ thì các bạn phải xuống những chiếc mức như là 1.300g, 1.350g thì đó sẽ ở những chiếc mũ đắt tiền hơn, những chiếc mũ carbon thì mới nhẹ như vậy được. Còn 1.400g không phải là nặng đâu mọi người ạ, chắc chắn không phải là nặng. Nó là mức độ vừa phải, các bạn đội đi xa hàng ngày thoải mái luôn. Các bạn đội hàng ngày, các bạn chạy tour từ sáng đến tối vô tư, mình đảm bảo. Còn đôi theo kinh nghiệm của mình ấy, những chiếc mũ nặng ấy là những chiếc mũ tầm khoảng 1.7 cân trở lên, 1.650 cân, 1.7 cân thì theo mình các bạn cần phải cân nhắc nhé. Những ai sức khỏe tốt thì hãng mua những chiếc mũ như vậy. Còn đối riêng cá nhân mình thì mình sẽ không đội những chiếc mũ mà tầm khoảng 1.7 cân trở lên đâu. Mình đội rồi mình biết đi cả ngày nó bị đau vai, nó bị mỏi vai lắm. Thì tầm khoảng 1.4 cân, 1.5 cân là ok, thoải mái. Những bạn nào mà đã sử dụng chiếc mũ này thì hãy cùng comment chia sẻ xem mình nói đúng hay sai nhé. Bởi vì chiếc mũ Yohei 981 này mình và rất nhiều cửa hàng khác bán số lượng rất nhiều rồi, thì mình chắc chắn là những người mà xem video này thì cũng có thể có những khách hàng mà đã và đang sử dụng chiếc mũ này. Thì hãy cùng đưa ra ý kiến là về trọng lượng của chiếc mũ này, các bạn đội hàng ngày các bạn cảm thấy sao, để cho những người mà đang có nhu cầu muốn mua thì sẽ biết rõ hơn và chính xác hơn nhé. Ưu điểm thứ tư của chiếc mũ này đó là về độ an toàn. Chiếc mũ này là một chiếc mũ đã đạt chuẩn an toàn ECE 2005 của châu Âu. Hiện tại thì châu Âu thì họ đã ra một tiêu chuẩn an toàn cao hơn rồi, đó là ECE 2006. Nhưng mà với tiêu chuẩn cũ, ECE 2005 cũng đã là tốt rồi. Và các bạn hãy tự tin để mà đội những chiếc mũ như này. Còn những chiếc mũ mà chưa đạt chuẩn châu Âu thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc thêm. Nhưng với những chiếc mũ mà đạt chuẩn châu Âu, ECE hay là DOT ấy, thì họ đều có những bài test va đập rơi vỡ đủ thể loại luôn. Các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Và đặc biệt là những chiếc mũ của Yohei này đã được bán tại Việt Nam từ những năm 2015, 16, 17. Rất nhiều người sử dụng. Và nói thật là mình có khá nhiều khách hàng họ test rồi, họ gửi về cho mình là nhờ chiếc mũ này đã cứu sống họ. Xước sát, có những khách còn bị khoét một cái vệt rất là sâu bởi vì đập rất là mạnh. Nhưng mà đầu không việc gì hết. Quan trọng là cái chất lượng của cái mũ này đã được thẩm định, đã đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ưu điểm thứ 5 của chiếc mũ Yohei 981 đó là về ngoại hình. Đây là một chiếc mũ có kiểu dáng thể thao. Các bạn nhìn này, cằm có hơi hướng, hơi vút nhọn và cũng khá nhiều góc cạnh, dễ tiếp cận với tất cả mọi lứa tuổi. Chắc chắn chiếc mũ này sẽ nhắm tới những bạn mà thích trẻ trung. Những bác nhiều tuổi vẫn đội được. Những bác nhiều tuổi thì có thể chọn những cái màu đơn giản như này. Bạn nào thích thì có thể lắp thêm một cái đuôi gió nữa thì sẽ giúp cái mũ nó thể thao hơn, thì nó ngầu hơn. Bây giờ mình sẽ đội thử cho mọi người xem một chiếc mũ màu đen bóng nhé. Đây mọi người cùng xem này. Mọi người cùng ngắm ngoại hình của chiếc mũ này. Đây là phần phía bên nhé. Kính thì ta gạt ở đây. Đây, đây là phần phía bên này. Còn đây là đằng sau này. Các bạn thích đuôi gió thì bên mình sẽ gắn đuôi gió cho mọi người. Ưu đãi giảm giá phụ kiện khi mua cùng mũ thì rất là nhiều luôn. Cứ nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Một ưu điểm tiếp theo của chiếc mũ này mà có thể là nhiều người trước khi mua mũ mọi người không quan tâm, nhưng thật ra nó rất quan trọng mọi người ạ. Đó là phụ kiện thay thế. Cũng giống như việc các bạn chọn mua một hãng ô tô nào đó chẳng hạn, thì các bạn cũng phải tìm hiểu trước xem là sau này mình thay thế phụ kiện có dễ dàng hay không, có rẻ hay không. Thì với cái việc hãng Yohei đã bán tại Việt Nam từ những năm 2015, 16 và đến bây giờ là năm 2024, họ vẫn bán và họ tiếp tục bán, thì chứng tỏ họ bán tốt. Và họ đã bán tốt rồi thì chả có lý do gì mà họ lại không stock đầy đủ phụ kiện, các thứ để thay đổi, để thay thế cho chiếc mũ này. Và phụ kiện thay thế cho Yohei thì cũng rất là rẻ thôi, cũng không hề đắt. Tất cả những cái phụ kiện như là kính này, bát kính này, kính âm này, lót vải này, khóa mũ đều có sẵn hết cho mọi người. Các bạn cứ nhắn tin cho mình nếu mọi người muốn mua thay thế sau một thời gian mọi người sử dụng nhé. Và chính sách bảo hành của hãng cũng rất rõ ràng luôn, là bảo hành 2 năm cho mọi người. Các bạn cứ yên tâm sử dụng. Ưu điểm thứ 8, ưu điểm cuối cùng mình liệt kê trong video ngày hôm nay thì nó đến từ cửa hàng của mình. Đó là về những cái chính sách mà các bạn sẽ nhận được khi các bạn mua mũ tại cửa hàng Đình Vũ Helmet. Đầu tiên là các bạn sẽ được miễn phí ship toàn quốc. Dù các bạn ở đâu chăng nữa nhé, bên mình cũng miễn phí ship toàn quốc. Tặng kèm cho các bạn một khăn trùm đầu. Ngoài ra thì bên mình còn giảm giá rất nhiều những phụ kiện mà các bạn có thể mua thêm. Chiếc mũ Yohei 981 này nguyên zin, hai kính như này, giá là 1.700.000. Các bạn có thể mua thêm những phụ kiện như sau. Đuôi gió. Mình ví dụ đuôi gió nhé, thì đuôi gió giảm giá tới 70% khi bạn mua cùng mũ. Tem đề can, các bạn không thích những bộ tem này thì các bạn có thể chọn tem đề can ở bên mình. Bên mình có những bộ như là AGV, Exciter, Winner, Monster, Repsol 3.3. Cứ nhắn tin cho mình sẽ tư vấn cho mọi người. Thì tem đề can sẽ được giảm giá tới 70%, chỉ còn đâu đó tầm 45.000 đến 60.000 thôi khi bạn mua cùng mũ, và mình dán luôn cho mọi người được một bộ tem đề can, sau này chán các bạn bóc ra vô tư thoải mái nhé. Hoặc các bạn có thể mua thêm kính màu. Kính màu thì có những kính như kính Revo, kính Revo cam, Revo xanh đi cả ngày đêm, hoặc là kính đen.
thì cũng đều được giảm 30% khi bạn mua cùng mũ. Và khi các bạn nhận mũ, các bạn kiểm tra thoải mái hàng với shipper. Nếu như không đúng như những gì mà mình gửi hình ảnh cho mọi người, các bạn xem trong video này, thì các bạn không cần nhận hàng. Ví dụ mình bán cho mọi người chiếc mũ Yui 981 màu đen bóng như này, các bạn xem video như này mà các bạn nhận hàng, các bạn thấy ô nó không phải giống như video, nó không phải chiếc mũ này, ok không cần nhận hàng. Các bạn yên tâm là mình sẽ không bao giờ mình làm cái chuyện đấy đâu. Có sao mình chia sẻ như vậy. Đây là chiếc mũ, hình hài nó ra sao thì khi ship lên tay mọi người cũng như vậy. Nhưng các bạn hãy cứ kiểm tra nhé. Và phương châm của bên mình là phải cho mọi người kiểm tra thoải mái với shipper. Mọi người thấy đúng sản phẩm mọi người đặt thì mọi người hãy mua, mọi người hãy trả tiền, còn không thì thôi. Riêng cái trường hợp duy nhất mà bên mình yêu cầu mọi người cần phải cọc, bình thường là bên mình sẽ không yêu cầu mọi người phải cọc tiền khi mua mũ đâu, chỉ với một trường hợp duy nhất, đó là gắn đuôi gió. Bởi vì khi gắn đuôi gió thì mình sẽ nói trước với mọi người là gắn đuôi gió chúng ta sẽ phải khoan mũ. Hiển nhiên là khoan mũ thì sẽ thay đổi kết cấu của mũ rồi, nhưng bên mình đã tính toán và chọn những cái loại ốc rất là ngắn và ốc đầu tù để không ảnh hưởng, để giảm ảnh hưởng tới mũ nhiều nhất có thể. Nhưng mà do nó đã khoan mũ vào rồi và cái mũ để bán cho mọi người, và những ai đặt hàng thì mình mới làm thôi, thì riêng cái trường hợp mà cần phải gắn đuôi gió thì mình sẽ yêu cầu mọi người cọc cho bên mình 200.000. Còn đối những trường hợp khác thì các bạn không cần phải cọc gì nhá. Thì đây mình cũng nói rõ luôn, phương châm bán hàng của mình là có sao mình nói vậy, mình chia sẻ thẳng luôn cho mọi người. Còn các bạn cảm thấy là ui gắn đuôi gió là bắt cọc thôi, tôi không muốn, ok không sao cả, chúng ta thoải mái luôn nhé, cứ thoải mái với nhau trước khi mà chúng ta đến với nhau, chúng ta chung kết một cái sản phẩm nào đó. Và bên mình còn rất nhiều những sản phẩm khác, giá đâu đó từ tầm khoảng 780, 1 triệu, 1.4 triệu, 1.7 triệu, hơn 3 triệu cũng có. Các bạn cứ truy cập vào trang web bên mình đinhvuz95.com hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi ủng hộ mình. Đừng quên sub kênh và ủng hộ mình. Bye bye tất cả mọi người.